Xin chào các bác cô siêu chị. Hôm nay đi làm thì lại đi ngang qua chỗ chợ Hoàng Hoa Thám ấy, thì gặp ông bán rong bán cái du này hoành tráng quá. Gia mình tôi giờ này không không quan tâm du với dưới lắm, mà thấy bưởi cốt mà rất là sụt dịch và u biếu trực lùn. Độ này đang thèm nghĩ được trực lùn các bác, thì hốt về liền. Nó cũng giá nó hợp lý đâu, quan trọng là mình thích thì quất nó dễ lắm. Lăn tăn tí nhiều khi có rất khó mua, thích phát là chiến luôn. Đấy thì đang về con này, tất nhiên người ta chỉ buôn nhưng người ta chả làm gì cả, ta lấy ở bãi về nhìn là có cái cốt rất là hay. Đấy, cái cổ cái tí phải làm bỏ cho bay cái cổ thì giật cái ngọn khác đây bác nhá, rất to bác nhá, rất to, rất phù biếu nhá. Dạo này mình hay có duyên kiếm được những cây như này. Qua em kiếm một cây Ngọc Anh nó cũng sần sùi như này luôn, chân vệ rất là vững chãi. Đấy, cây Ngọc Anh thì lấy gần 2 củ. Cây này thì cũng tầm đấy. Rất hoành tráng này. Bệ ở dưới thì có này, vì du thì nếu mà mọc từ hạt lên thì kiểu gì cũng có bệ ở dưới, ít hơn nhiều thôi. Đấy, mặt sau này, mặt này nó không u biếu lắm nhưng nó cũng ok. Đấy, mặt kia là ngon hơn này. Đây nó có cái ngọn thì nó hơi lỗi, hơi đờ. Cái người ta làm để bán mà, thì người ta cứ làm ở bãi chứ không chăm chút gì nhiều. Còn ai muốn làm mua về mà làm. Đấy. Vâng, bây giờ là sẽ chiến bỏ cái ngọn này cho các bác nhìn nó có khác không nhỉ. Đấy, đứng xa xa tí các bác nhìn tổng thể. Đấy, các bác thấy ngọn này nó bị đơ chỗ này này. Đấy, rất là đều, rất là hay. Đấy, các tí đã làm lại cây cành tí, bỏ cái ngọn này đi thì các bác nhìn nó dễ hơn. Các lại rút vào lá đi, làm cho xăm nó gọn gọn tí, chia bông dưới biết nó, chia nhánh như thế cho nó mạch lạc hơn các bác nhé. Thôi đi làm thôi. Này thì hôm nay làm xong thì chỉ có để đấy thôi bác, chứ chưa có chậu trồng nữa, vẫn có ủn cái bao tải này đây thôi chứ chưa có chậu trồng. Đấy thì cứ làm đã, xong rồi tí sau mai chủ nhật nhất là thứ bảy đi chợ thì ra sửa thửa cái chậu sau rồi chín nữa, mua về thấy ý tưởng cắt luôn. Đây này, bác nhìn đoạn này đúng không? Rất đơ, cái đoạn này rất đơ. Chiến cành này chọc mặt.
rất cứng đấy các bác, không đơn giản, rất cứng. Cưa mới mua, tất nhiên cưa nó lởm thôi nhưng mà cứng ra phết. Kia như phải có cái đục, đục thì mua rồi nhưng chưa có dùi các bác. Này nhìn có rõ này, nhìn mất nét. Lại gần tí thôi nhé. Đấy thì cơn này. Ôi, xin lỗi các bạn, hơi dùng tí thì cái em ngon này thì có hai phương án, một là giật cái mắt ở đây lên thì để ôm lấy cái sẹo này thì hơi lâu đấy, không thể kịp được thì nó vẫn khá là đơ với bạn này. Không chọn cách này mà giật cái mắt ở đây lên làm ngọn này, mắt ở đây lên làm ngọn đấy, đang có sức sống ở đây rồi, có cái mầm đây rồi, giật lên làm ngọn đấy. Chỗ này phải đục đi, quét xuống tận dưới này nữa, quét xuống tận dưới, quét xuống tận dưới. Đấy, vừa bay một cái đồng xu đây rồi. Rất cứng, cái cưa kia tất nhiên nó chỉ dùng để cưa những cành nhỏ thôi, nhưng mà cái gỗ du này rất cứng, cực kỳ cứng.
Các bác nhìn thấy cái phê không? Quá phê luôn, du thôi nhá. Chỉ là cái du thôi nhá. Nhìn nghiêng cái này phải ngon không? Quá ngon. Úi xời, đỉnh cao. Giật cái ngọn này lên. Nó chuẩn luôn. Kia lấy bộ đục. Đục thì biết này nó ngọn này tí. Quên mất là có mua đục này mà chưa có rùi. Đục ngon đấy, đục mới, mua đội đục mới, mỗi cái 70.000. Đục Việt thôi, đục ta thôi. Đấy, và cái cưa kia này, 180. Nó bảo cưa Đài Loan này. Thôi, để hôm nào mua sao được cái bộ đục, cái rùi. Mua được đục chưa một rùi. Rồi để phết cái keo tiền sẹo kia đi cho nó đỡ phí. Đấy, cũng xin lỗi là các bác mà chơi cây kỹ hoặc là những cái chuyên nghiệp thì đừng, cũng đừng trách em vì là em làm hơi ẩu. Ví dụ cái vết kia nó chưa ra gì đã bôi keo đèn sẹo. Đấy, nhưng mà thôi, tỉnh toàn em, tính cái tỉnh toàn như vậy. Đấy, nhưng mà nói chung cái ngắt cắt này là cũng ra tiền đấy các bác. Các bác nhìn thấy không? Thấy rất hay đâu. Đấy, em xoay một vòng cho các bác xem này. Đấy, đây là cái mặt đẹp nhất. Cũng có thể gọi là một con như một cái tượng kỳ lân các bác, thì hơi ngả sang bên này một tí cũng được. Bao giật cái ngọn ở cành này lên. Đấy là cái mặt đẹp nhất của nó đây. Đấy, có chân chiếc đàng hoàng. Xem bác nhé. Một gang tay rưỡi. Một gang tay rưỡi. Đấy, nó khoảng độ thành phẩm nó cũng độ 30 phân. Toàn bộ phần chi này em chưa đợi động vào, chỉ để chia lại cho nó mạch lạc cái đường chạy nó thôi, sau mới có cái xử lý tiếp. Đó, sau mới có cái xử lý tiếp. Ví dụ như cái chỗ này là phải làm này, chỗ này phải làm. Tất nhiên sau còn chỉnh sửa lại, có thể những cái đầu cành nó sẽ bớn đi thì cắt giật những cái nét nó thật ngon lành chứ không vào dây. Đó, về hiện tại để cái này cho nó ưa nhìn nữa. Mặt bên này. Đấy. Cái mặt bên này thì nhìn sẽ rất rõ. Sau này mình sẽ phải giật cái mầm đây này. Đang đứng rú đây này các bác này. Khoảng khoảng này này. Đấy. Đấy. Sau sẽ bấm đến đây. Hoặc là cắt đến đây. Cắt bên đây cho cái này nó côn lại. Giật những cái nét cắt giật ra đây. Cái này cũng vậy, thu ngắn cái này lại. Vấn đề thu ngắn cái này có thể sẽ bỏ cái này đi, chơi dùng cái này. Dùng cái này thì nó hơi bé. Nếu mà dùng mắt này thì phải cắt cái này đi. Giật cái mầm ở đây lên xong. Từ cái mầm đây sẽ là một nhánh lên ngọn, một nhánh là bay ra đây. Đấy, như thế thì mới cân cây được. Cái này sẽ phải bỏ đi.
bỏ đi. Đấy thì rất hoan nghênh những bác như bác Huấn ấy. Bác hay góp ý cho em những cái ý tưởng rất là hay, những cái ngắt cắt hoặc những cái vết cắt mà người em biết, nhưng mà thực sự là xin lỗi bác là chưa chưa thực hiện được. Đây còn cái con sung mà hôm bác góp ý này. Cắt cái tay thứ nhất thấp xuống 1 cm đấy, chuẩn luôn. Cắt phát nhìn cây nó khác hẳn luôn. Đấy. Nhìn cây khác hẳn luôn, nhìn rất gọn. Bởi cái cành nó đang cao hơn cái ngọn kia. Đấy. Đang cao hơn cái tay thứ hai kia. Không phù hợp. Bác rất chuẩn, rất chính xác. Một lần nữa xin cảm ơn bác Huấn nhé. Được, bây giờ việc đầu tiên là phải thử cái đục, cái dùi đục các bác. Đục thì có rồi, bộ đục có rồi, dùi chưa có. Đấy, để làm những cây tiếp theo chứ không thể là ẩu như này mãi được. Rồi, xin cảm ơn.